thiện hiện có những thiện nam tử vân vân trụ đại thừa này không có phương tiện thiện xào từ khi mới phát tâm nên khi tu bố thí lại nghĩ như vậy ta năng hành bố thí ta đủ bố thí đây là bố thí khi tu tịnh giới nghĩ như vậy ta năng trì giới ta đủ tịnh giới đây là tịnh giới khi tu an nhẫn nghĩ như vậy ta năng tu nhẫn ta đủ an nhẫn đây là an nhẫn khi tu tinh tấn nghĩ như vậy, ta năng tinh tấn, ta đủ tinh tấn, đây là tinh tấn. Khi tu tịnh lự nghĩ như vậy, ta năng tu định, ta đủ tịnh lự, đây là tịnh lự. Khi tu bát nhã nghĩ như vậy, ta năng tu tuệ, ta đủ bát nhã, đây là bát nhã. Lại nữa thiện hiện các thiện nam tử vân vân chủ đại thừa này. Khi tu bố thí chấp có sự bố thí này, chấp do sự bố thí này, chấp bố thí là ngã sở, nên sanh buông lung kiêu mạn. Khi tu tịnh giới chấp có tịnh giới này, chấp do tịnh giới này, chấp tịnh giới là ngã sở, nên sanh buông lung kiêu mạn. Khi tu an nhẫn chấp có an nhẫn này, chấp do an nhẫn này, chấp an nhẫn là ngã sở, nên sanh buông lung kiêu ngạo khi tu tinh tấn chấp có tinh tấn này chấp do tinh tấn này chấp tinh tấn là ngã sở nên sanh buông lung kiêu ngạo khi tu tịnh lự chấp có tịnh lự này chấp do tịnh lự này chấp tịnh lự là ngã sở nên sanh buông lung kiêu ngạo khi tu bát nhã chấp có bát nhã này chấp do bát nhã này chấp bát nhã là ngã sở nên sanh buông lung kiêu mạn vì các thiện nam tử vân vân thường chấp ngã và ngã sở theo sau nên dù tu bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa nhưng vẫn tăng trưởng sanh tử không thể thoát khỏi các khổ sanh tử vân vân vì sao vì trong sáu pháp ba la mật đa như bố thí vân vân không có sự phân biệt như vậy cũng chẳng phân biệt như kia vì sao vì chẳng phải đến bên này bên kia là tướng của sáu pháp ba la mật đa như bố thí vân vân thiện hiện nên biết vì các thiện nam tử vân vân chủ đại thừa này không biết tướng bên này bên kia nên không thể nhiếp thọ bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng do nhân duyên này nên các thiện nam tử vân vân chủ đại thừa này rơi vào địa vị thanh văn và bậc độc giác chẳng chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà này thiện hiện như vậy do chẳng nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa thâm sâu và các công đức khác cũng không nhiếp thọ phương tiện thiện xảo nên dù các thiện nam tử vân vân chủ đại thừa hành sáu pháp ba la mật đa mà vẫn rơi vào địa vị thanh văn và bậc độc giác chẳng chứng được quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề cụ thọ thiện hiện lại bạch phật thế nào là các thiện nam tử vân vân trụ đại thừa do thường nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa thâm sâu với phương tiện thiện xảo nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng nên không rơi vào địa vị thanh văn và bậc độc giác lại mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà Phật dạy, thiện hiện có những thiện nam tử vân vân, chủ đại thừa, lìa chấp ngã và ngã sở, từ khi mới phát tâm tu hành bố thí, cho đến bát nhã ba la mật đa. Khi tu bố thí, các thiện nam tử vân vân, chủ đại thừa không nghĩ như vậy. Ta năng tu hành bố thí, ta bố thí vật này, người kia nhận vật ta bố thí. Khi tu tịnh giới không nghĩ như vậy, ta năng trì giới, ta trì giới này, ta đủ giới này. Khi tu an nhẫn không nghĩ như vậy, ta năng tu nhẫn, ta nhẫn với người kia, ta đủ nhẫn này. Khi tu tinh tấn không nghĩ như vậy, ta năng tinh tấn, ta vì sự tinh tấn này, ta đủ tinh tấn này. Khi tu tịnh lự không nghĩ như vậy, ta năng tu định, ta vì tu định này, ta đủ định này. Khi tu bát nhã không nghĩ như vậy, ta năng tu tuệ, ta vì tu tuệ này, ta đủ tuệ này. Lại nữa thiện hiện các thiện nam tử vân vân chủ đại thừa này. Khi tu bố thí, chẳng chấp có bố thí này, chẳng chấp do bố thí này, chẳng chấp bố thí là ngã sở. Khi tu tịnh giới, chẳng chấp có tịnh giới này, chẳng chấp do tịnh giới này, chẳng chấp tịnh giới là ngã sở. Khi tu an nhẫn, chẳng chấp có an nhẫn này, chẳng chấp do an nhẫn này, chẳng chấp an nhẫn là ngã sở. Khi tu tinh tấn, chẳng chấp có tinh tấn này, chẳng chấp do tinh tấn này, chẳng chấp tinh tấn là ngã sở. Khi tu tịnh lự, chẳng chấp có tịnh lự này, chẳng chấp do tịnh lự này, chẳng chấp tịnh lự là ngã sở. Khi tu bát nhã, chẳng chấp có bát nhã này, chẳng chấp do bát nhã này, chẳng chấp bát nhã là ngã sở vì các thiện nam tử vân vân chủ đại thừa không chấp ngã và ngã sở theo sau nên tu bố thí cho đến Bát nhã Ba la mật đa làm tồn giảm bớt sanh tử, mau giải thoát các khổ sanh tử vân vân. Vì sao vì trong sáu pháp Ba la mật đa như bố thí vân vân không có sự phân biệt nào đáng khởi lên chấp trước như vậy? Vì sao? Vì xa lìa bên này bên kia là tướng của sáu pháp ba la mật đa như bố thí vân vân. Thiện hiện nên biết các thiện nam tử vân vân chủ đại thừa này, khéo biết tướng bên này bên kia